Xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy lại tiếp tục với chuỗi bài giảng tìm quãng đường trong dao động điều hòa. Thì thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta cách giải cái bài toán tìm quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất mà đi được trong cái khoảng thời gian delta t. Thì để tìm quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian delta t thì chúng ta sẽ chia thành các trường hợp cho nó dễ giải. Chúng ta chia cái trường hợp thứ nhất là cái thời gian delta t của chúng ta là nhỏ hơn t trên 2. Thời gian delta t là nhỏ hơn t trên 2. Tức là thời gian delta t của chúng ta này nó nhỏ hơn 1/2 chu kỳ. Và để đi giải bài toán này thì chúng ta cần phải nhớ lại một số các lưu ý sau đây. Nhất là các cái lưu ý mà chúng ta cần phải nhớ được. Lưu ý. Thì các cái lưu ý này hôm trước chúng ta đã được học. Hôm trước chúng ta đã học thì ta biết rằng khi mà một vật dao động điều hòa thì vận tốc của vật đạt giá trị lớn nhất ở vị trí nào nhỉ? Ở vị trí cân bằng. Và chúng ta có độ lớn của vận tốc sẽ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0 ở vị trí nào? Ở vị trí biên. Cho nên khi vật chuyển động thì càng gần vị trí cân bằng vận tốc càng lớn, và càng gần vị trí biên thì vận tốc càng nhỏ. Cho nên chúng ta phải nhớ cái lưu ý thứ nhất là khi vật chuyển động mà càng gần vị trí cân bằng thì tốc độ trung bình càng lớn, thì tốc độ càng lớn. Còn càng gần vị trí biên thì tốc độ càng nhỏ. Càng gần biên thì tốc độ càng nhỏ. Đấy, cái lưu ý thứ nhất của chúng ta là như vậy. Và do nó càng gần vị trí cân bằng thì tốc độ càng lớn, cho nên dẫn đến quãng đường của nó đi được là lớn nhất khi nó đi từ điểm P1 đến điểm P2 đối xứng qua vị trí cân bằng. Chúng ta có trong cái khoảng thời gian delta t thì quãng đường của nó đi được sẽ là lớn nhất khi nó đi từ vị trí P1 đến vị trí P2 đối xứng qua vị trí cân bằng. Tôi giả sử đây là vị trí P1, đây là vị trí P2, thì cái này chính là Fmax. Nó sẽ lớn nhất khi nó đi từ P1 đến P2 đối xứng qua vị trí cân bằng. Còn cái quãng đường nó đi được sẽ nhỏ nhất khi nó đi từ vị trí P1 nào đó đến vị trí biên A rồi quay lại vị trí P1. Chúng ta sẽ có quãng đường của nó đi được sẽ nhỏ nhất. Đây, vị trí này vẫn là trừ A. Đây là A, đây là vị trí cân bằng O. Thì nó đi từ vị trí P1 này, nó đi đến vị trí biên A rồi quay lại vị trí P1. Hoặc nó đi từ vị trí P2 đến vị trí trừ A rồi quay lại vị trí P2. Đấy. Thì chúng ta có là quãng đường này sẽ là nhỏ nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sử dụng cái đường tròn lượng giác mà chúng ta đã học để đi tìm cái quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất này. Tiếp tục chúng ta sẽ đi dùng đường tròn lượng giác để tìm. Dùng đường tròn lượng giác. Đề giải. Thì đường tròn lượng giác thì hôm trước thầy Tình đã hướng dẫn cho chúng ta rồi. Ta vẽ một đường tròn. Đúng không nhỉ? Chúng ta có trục nằm ngang chính là trục OX. O vị trí cân bằng. Vị trí này ứng với trừ biên A. Vị trí này ứng với biên A. Còn trục thẳng đứng của chúng ta. Thì trục nằm ngang này chính là trục của hàm cốt, và trục thẳng đứng là trục của hàm sin. Chúng ta đã biết rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sử dụng cái đường tròn lượng giác này để tìm cái quãng đường lớn nhất. Nhất là chúng ta đi tìm quãng đường lớn nhất. Fmax. Thì như ở trên ta đã nói, Quãng đường lớn nhất khi vật đi từ vị trí P1 đến vị trí P2 đối xứng nhau qua vị trí cân bằng. Vậy đây, chúng ta giả sử đây là vị trí P1, đây là vị trí P2. Thì cái vị trí P1 này nó sẽ ứng với điểm M1 ở trên đường tròn. Đây là điểm M1. Hay ở phía dưới đây thì nó ứng với điểm là M1 phẩy. Còn P2 thì ứng với đây là, ta có đây là M2. Ta ứng với điểm ở dưới đây chính là M2 phẩy. Đấy. Với đường chọn lượng giác thì ta có như thế. Vậy thì khi chất điểm chuyển động từ P1 đến P2 thì ta có cái điểm M trên đường tròn đã chuyển động từ M1 đến M2. Và lúc này cái bán kính OM này đã quét một cái góc. Nó quét là gì đấy nhỉ? Delta phi. Quét một góc delta phi. Và ta gọi cái delta phi này là delta phi ứng với là quãng đường mắc ở trên và dưới này cũng như thế. Thì chúng ta sẽ có này, delta phi này sẽ bằng, chúng ta thấy rằng delta phi này nó sẽ bằng 2 lần cái góc này. Đúng nhỉ? Góc này gọi là góc alpha, sẽ bằng 2 alpha. Và chúng ta có delta phi thì nó sẽ bằng omega nhân với delta t. Cho nên chúng ta dẫn đến 2 alpha của chúng ta sẽ bằng omega nhân delta t. Và từ 2 alpha bằng omega delta t thì ta suy ra alpha sẽ bằng, đó là omega nhân delta t mà chia cho 2. Omega delta t chia 2. Bây giờ chúng ta lại quan sát vào trong hình vẽ thì chúng ta có góc alpha này sẽ bằng đây, góc đây, bởi vì hai cái góc này là gì nhỉ? Là so le nhau. Và chúng ta đến đây ta thấy này, sin của góc alpha này thì sẽ bằng là gì nhỉ? Đối mà chia cho huyền. Nên ta có sin alpha sẽ bằng đối chia huyền. Mà đối là cái đoạn OP1. Đoạn OP1 bằng bao nhiêu nhỉ? Đoạn OP1 là bằng 1/2 cái đoạn P1, P2. Mà cái đoạn P1, P2 như chúng ta vừa nói lúc nãy, đó là quãng đường lớn nhất mà vật chuyển động được. Cho nên nó sẽ bằng là 1/2 S max. Đấy, chính là cái đoạn OP1 chia cho OM. OM chính là biên độ A. 1/2 S max chia A. Và từ cái công thức này chúng ta sẽ rút ra được S max sẽ bằng, chúng ta thấy quy đồng lên thì là 2A nhân với sin alpha. Bằng 2A sin alpha. Mà alpha của chúng ta lại bằng omega delta t chia 2. Cho nên từ đây chúng ta rút ra được công thức tìm cái quãng đường lớn nhất vật đi được trong khoảng thời gian delta t là S max sẽ bằng 2A nhân với sin của omega delta t mà chia cho 2. Đấy, đây là cái công thức tổng quát để tìm quãng đường lớn nhất vật chuyển động được trong cái khoảng thời gian delta t. Và chúng ta sử dụng cái đường tròn lượng giác để tìm ra. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ đi tìm quãng đường nhỏ nhất, tìm S min. Quãng đường nhỏ nhất. Thì như ở phần trên ta đã nói, quãng đường chuyển động của vật sẽ nhỏ nhất khi vật đi từ vị trí P1 đến vị trí A rồi quay trở lại P1, hoặc P2 đến A quay trở lại P2. Cho nên chúng ta sử dụng đường tròn lượng giác thì chúng ta có như thế này. Đây còn vẫn là x. Đây chúng ta có đây là A, chỉ này là trừ A. Giả sử đây vẫn là P2, đây là P1. Thì chúng ta thấy này, P1 này thì ứng với 2 điểm, tôi gọi đây vẫn là M1, dưới đây là M1 phẩy. P2 ứng với 2 điểm là M2. Ở đây là M2 phẩy. Và chúng ta có bán kính của nó là như thế này. Được chưa? Vậy chúng ta thấy rằng này, khi cái chất điểm này chuyển động từ P1 ra biên A về P1 thì cái bán kính OM này sẽ quét một góc, đó là M chuyển động từ M1 phẩy đến M1 quét một góc này. Tôi gọi đây vẫn là delta phi. Và delta phi này là ứng với trường hợp là S min, nó bằng delta phi bên này. Đúng không? Và chúng ta có góc delta phi này thì bằng 2 lần cái góc này. Góc này tôi gọi đây là beta. Thì ta thấy rằng này, cái góc quét của bán kính delta phi khi chất điểm chuyển động từ cái vị trí M1' đến M1 là delta phi sẽ bằng 2 lần beta. Được chưa? Bằng 2 lần beta. Đấy. Và cái này thì nó vẫn là bằng omega nhân với delta t. Bằng omega delta t. Và từ đây thì chúng ta cũng suy ra được beta của chúng ta sẽ bằng omega delta t mà chia cho omega delta t chia cho mấy nhỉ? Chia cho 2. Đúng không? Omega delta t chia 2. Và bây giờ chúng ta lại phải dựa vào trong hình vẽ. Thì chúng ta thấy beta là góc này. Thì chúng ta có cốt của beta. Cốt beta sẽ bằng kề chia cho huyền. Mà kề của chúng ta là bằng đoạn OP1 chia cho huyền. Huyền đây chính là OM. Đúng không? Và OP1 là đoạn này. OP1 này nó sẽ bằng gì? Bằng OA. Đúng không nhỉ? Bằng OA. Mà trừ đi cái đoạn AP1. OA trừ AP1. Mà OA chính là biên độ A. Còn AP1 sẽ là S min chia mấy nhỉ? S min chia 2. Cho nên nó chính là bằng A trừ S min chia 2. Hay là 1/2 S min. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi tìm cái quãng đường nhỏ nhất mà vật này chuyển động được trong cái khoảng thời gian delta t nhỏ t trên 2. Thì chúng ta đi tìm S min. Tìm S min. Thì để tìm quãng đường nhỏ nhất thì chúng ta cũng sẽ sử dụng đường tròn lượng giác để ta giải. Ta vẽ đường tròn lượng giác. Trục nằm ngang, trục OX, vị trí cân bằng O, vị trí này ứng với trừ A, vị trí này ứng với A, trục thẳng đứng. Thì như phần trước chúng ta đã nói, đó là quãng đường của vật chuyển động sẽ nhỏ nhất khi vật chuyển động từ vị trí P1 ra vị trí biên A rồi quay trở lại vị trí P1, hoặc từ vị trí P2 ra vị trí trừ biên A rồi quay về vị trí P2. Và cái vị trí P1 này thì nó sẽ ứng với 2 điểm M1 và M1 phẩy ở trên đường tròn. Còn cái vị trí P2 này ứng với 2 điểm là M2 và M2 phẩy trên đường tròn. Đây, và chúng ta có bán kính của chúng ta. Ta vẽ như thế này. Thì quan sát vào đường tròn này chúng ta lại thấy này, khi chất điểm này chuyển động từ P1 đến A quay về P1 thì trên đường tròn điểm M1 đã chuyển động từ M1 phải đến M1. Đúng không? Chuyển động từ M1 phải đến M1. Và lúc đó cái bán kính OM này nó đã quét một cái góc. Đây, một cái góc quét. Góc quét này ta gọi đó là delta phi. Và chúng ta có cái góc quét delta phi này, nó sẽ bằng 2 lần cái góc này. Góc này ta gọi là góc beta. Được chưa? Góc này ta gọi là góc beta. Thì chúng ta đã có delta phi sẽ bằng 2 lần beta. 2 lần góc beta. Và nó sẽ bằng omega nhân với delta t. Đấy. Từ công thức này chúng ta rút ra được beta góc hợp bởi bán kính và trục AX sẽ bằng omega nhân delta t mà chia cho 2. Omega delta t chia cho 2. Và bây giờ quan sát đội hình này, chúng ta xem này. Chúng ta thấy cốt của beta thì sẽ bằng cốt beta bằng K chia cho Huyền. K chính là bằng OP1 chia cho Huyền chính là OM1. Nghe nhá, bằng OP1 chia OM1. Mà OP1 của chúng ta thì nó sẽ bằng OA trừ đi P1A. Mà OA thì chính là biên độ của dao động. Còn P1A chính là bằng S- chia 2, cho nên nó chính là bằng A mà trừ đi 1/2 S-. A trừ 1/2 S-. Còn OM thì chính là A. Đấy, chúng ta có cốt beta thì bằng A trừ 1/2 S-min trên A. Và từ công thức này thì chúng ta rút ra được biểu thức tìm F-min. F-min quãng đường nhỏ nhất sẽ bằng nhân chéo chuyển về sang thì là 2A, ta bỏ ra ngoài. Ở đây chúng ta sẽ còn là 1 mà trừ đi, đúng không nhỉ, cốt của beta. F-min sẽ bằng 2A nhân 1 trừ cốt beta. Và beta thì chúng ta mới có công thức ở trên, nó bằng omega delta t chia cho 2. Cho nên từ đây chúng ta rút ra F-min quãng đường nhỏ nhất sẽ bằng, đó là 2A nhân 1 trừ cốt của omega delta t mà chia cho 2. Đấy. Và đây chính là công thức đi tìm quãng đường nhỏ nhất mà vật này đi được trong khoảng thời gian delta t nhỏ hơn t trên 2. Vậy là với việc chúng ta sử dụng cái đường tròn lượng giác thì chúng ta đã rút ra được cái công thức tìm quãng đường lớn nhất trong cái khoảng thời gian delta t nhỏ hơn t trên 2 và công thức tìm quãng đường nhỏ nhất trong cái khoảng thời gian delta t đó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xét sang cái trường hợp thứ hai. Đó là nếu như delta t này lại lớn hơn hoặc bằng t trên 2 thì sao? Thế là trường hợp thứ hai, là nếu mà cái khoảng thời gian delta t này lớn hơn hoặc bằng t trên 2 thì ta làm như thế nào? Thì nếu như delta t mà lớn bằng t trên 2 thì lúc này chúng ta sẽ đi phân tích cái delta t ra. Thì chúng ta sẽ đi phân tích. Chúng ta sẽ phân tích cái delta t này xem nó bằng bao nhiêu lần t trên 2. Giả sử nó bằng n lần t trên 2 cộng thêm với một cái delta t phẩy. Bao nhiêu lần t trên 2 cộng với delta t phẩy. Với delta t phẩy này phải nhỏ hơn t trên 2. Với delta t phẩy nhỏ hơn t trên 2 thì chúng ta biết rằng này, cái quãng đường vật chuyển động được trong nt trên 2 là không thay đổi, đúng không? Trong nt trên 2 là không thay đổi. Và cái quãng đường mà vật chuyển động trong nt trên 2 sẽ được tính quãng đường này trong cái nt trên 2, tôi gọi đây là S1. Thì 1t trên 2 quãng đường đi được là mấy A nhỉ? Là 2A. Thì nt trên 2 sẽ bằng 2 nhân n nhân a, đúng chưa? Còn cái quãng đường mà đi được trong delta t, ta gọi delta t phải gọi là SH. Quãng đường này trong cái delta t phải này chính là SH. Vậy thì cái bài toán tìm cái quãng đường lớn nhất nhỏ nhất vật chuyển động được trong cái khoảng thời gian delta t này thì đã quy thành cái bài toán tìm quãng đường lớn nhất nhỏ nhất mà trong cái thời gian delta t phải. Và cái quãng đường lớn nhất nhỏ nhất trong thời gian delta t phải nhỏ hơn t trên 2 thì ta mới tìm ở bên đây. Cho nên từ đây chúng ta suy ra cái quãng đường S max này sẽ bằng S1 cộng với S2 max. S max này sẽ bằng S1 là cái quãng đường nó chuyển động được trong n cái t trên 2, cộng với S2 max là cái quãng đường nó lớn nhất mà nó chuyển động trong cái delta t phẩy này, mà với delta t phẩy là nhỏ t trên 2. Còn S min thì nó sẽ bằng S1 cộng với S2 min. Đấy, chúng ta có như vậy. Vậy thì chúng ta cần nắm rõ đó là chúng ta phải tìm được cái quãng đường lớn nhất nhỏ nhất mà vật chuyển động được trong delta t nhỏ hơn t trên 2. Còn nếu như delta t mà lớn hơn t trên 2 thì công việc của chúng ta chẳng qua là bài toán vừa rồi thôi. Nhưng lúc này chúng ta chỉ cần thêm một cái thao tác nữa, đó là ta phân tích cái delta t này thành một cái số nguyên lần t trên 2 cộng với delta t phải. Đúng chưa? Và lúc này thì cái quãng đường mà cái vật này chuyển động trong cái khoảng thời gian delta t thì sẽ bằng S1, đó là quãng đường nó đi được trong n cái t trên 2, cộng với S2 là quãng đường nó đi được trong cái thời gian delta t phải. Và dẫn đến quãng đường lớn nhất sẽ bằng S1 cộng với S2 max, còn quãng đường nhỏ nhất là bằng S1 cộng với S2 min. Đấy, đó là cái bài toán mà chúng ta tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của quãng đường. Và từ cái bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của quãng đường trong cái thời gian delta t này thì chúng ta có thể phát triển nó lên thành cái bài toán đó là tìm tốc độ cực đại, tốc độ cực tiểu trong cái khoảng thời gian delta t. Thì chúng ta có thể phát triển thành cái bài toán là tìm tốc độ trung bình, cực đại, cực tiểu trong cái khoảng thời gian delta t. Thì chúng ta biết là tốc độ trung bình thì được tính là bằng quãng đường mà chia cho gì nhỉ? Chia cho thời gian. Cho nên chúng ta có tốc độ trung bình cực đại. Giả sử ta ký hiệu tốc độ trung bình là bằng chữ V có gạch ngang ở trên max, thì nó lại chính là bằng S max, đúng không? Bằng quãng đường lớn nhất chia cho khoảng thời gian delta t. Còn tốc độ trung bình cực tiểu V min thì sẽ bằng S min chia cho cái khoảng thời gian delta t. Vậy thì cái bài toán tìm tốc độ trung bình lớn nhất, tốc độ trung bình nhỏ nhất chẳng qua nó là cái bài toán tìm quãng đường cực đại, quãng đường cực tiểu mà vật chuyển động được trong khoảng thời gian delta t mà thôi. Đúng chưa? Cho nên cái điều chúng ta cần phải nắm chắc đó là cái cách sử dụng cái đường tròn lượng giác để tìm cái quãng đường lớn nhất nhỏ nhất trong thời gian delta t. Bây giờ chúng ta sẽ đi xét một cái ví dụ. Thì thầy tóm tắt cái ví dụ lên trên bảng. Ví dụ là một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 6 cos 4πt cộng pi trên 6, cos 4πt cộng pi trên 6, đơn vị là cm. Tìm quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất trong cái khoảng thời gian delta t. Tìm S max, S min trong cái khoảng thời gian delta t. Với các trường hợp câu A là delta t bằng 1/8 giây. Trường hợp câu B là delta t bằng 13/12 giây. 13/12 giây. Thì bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái cách tìm quãng đường lớn nhất nhỏ nhất mà ta vừa học xong để ta đi giải bài toán này. Thì chúng ta đi giải. Thứ nhất là để giải bài toán này thì điều đầu tiên là chúng ta phải tìm xem chu kỳ của dao động bằng bao nhiêu. Thì chúng ta có chu kỳ dao động t sẽ bằng 2pi chia omega, và nó sẽ bằng 2pi chia 4pi là bằng 0,5 giây. Chúng ta tìm chu kỳ dao động để làm gì? Tìm chu kỳ dao động để ta so sánh xem cái khoảng thời gian delta t người ta cho này lớn hơn hay nhỏ hơn t trên 2, để chúng ta biết ta sử dụng trường hợp nào để ta tính. Đúng không? Thì chúng ta có này, bây giờ ta so sánh delta t của chúng ta là bằng 1/8 giây, tức là bằng 0,125 giây. 0,125 giây. Mà t trên 2 ở đây là bằng 0,5. Vậy thì 0,125 nhỏ hơn t trên 2. nhỏ hơn t trên 2. Và do delta t nhỏ hơn t trên 2 cho nên chúng ta sẽ sử dụng cái cách giải ứng với delta t nhỏ hơn t trên 2. Đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đường tròn lượng giác để ta giải. Ta vẽ đường tròn trục nằm ngang OX. Vị trí này ứng với vị trí trừ biên A và trừ 6. Vị trí này ứng với vị trí 6, trục thẳng đứng. Đây. Và chúng ta có quãng đường vật chuyển động sẽ lớn nhất khi vật đi từ vị trí P1 đến vị trí P2 đối xứng với nhau qua trục O. Và P1 thì nó tương ứng với các điểm đây M1', M1. Đây là M2', P2 và M2. Và chúng ta có cái bán kính của nó là như thế này. Được chưa? Và khi cái chất điểm này chuyển động từ P1 đến P2 thì cái điểm trên đường tròn là chuyển động từ M1 đến M2 hoặc từ M2' đến M1'. Và lúc này cái góc do cái bán kính này nó quét được là một góc delta phi. Đúng không? Và chúng ta có cái delta phi này thì nó bằng 2 lần cái góc này, tôi gọi là góc alpha. 2 lần góc alpha. Vậy chúng ta có delta phi sẽ bằng 2 alpha. Mà delta phi lại bằng omega delta t, cho nên chúng ta có ở đây nó chính là bằng omega nhân với delta t. Và 2 alpha bằng omega delta t thì chúng ta suy ra alpha sẽ bằng omega delta t chia 2. Và bây giờ thay số vào, omega bằng 4pi. Đúng chưa? Delta t 1/8 giây. Rồi chia cho 2. Chia 2, vậy rút ra chúng ta có góc alpha của chúng ta chính là bằng pi trên 4. Bằng pi trên 4. Sau khi có alpha rồi thì chúng ta lại quan sát tiếp tục vào hình. Người ta thấy góc alpha này nó bằng góc bên này. Đúng không? Hai góc so le. Và dựa vào hình vẽ thì chúng ta thấy này, chúng ta có sin alpha thì sẽ bằng sin bằng đối là OP1 chia cho huyền OM1 bằng OP1 chia OM1. Mà OP1 thì chính là bằng S max chia 2. Đúng không? Bằng S max chia 2. Cho nên chúng ta suy ra được là nó chính là bằng S max chia 2 hay là 1/2 S max. Rồi chia cho OM1 là chia A. Đúng chưa? Và từ đây thì chúng ta suy ra chúng ta sẽ có S max sẽ bằng S max của chúng ta sẽ bằng gì đây? 2A nhân với sin của góc alpha. Mà alpha ứng với trường hợp S max thì ta đã tính được là bằng pi trên 4. Cho nên từ đây chúng ta suy ra S max chính là bằng 2 nhân với 6 nhân với sin của pi trên 4. Sin pi trên 4 thì bằng bao nhiêu? Sin pi trên 4 thì bằng căn 2 chia 2, cho nên chúng ta có nó bằng 6 căn 2 đơn vị cm. Đấy. Vậy thì trong cái khoảng thời gian delta t bằng 1/8 giây, quãng đường lớn nhất là bằng 6 căn 2 cm. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm quãng đường nhỏ nhất, tìm admin. Tìm admin. Thì chúng ta cũng sử dụng đường tròn lượng giác. Chưa? Ta cũng vẽ OX. Vị trí này ứng với trừ A, vị trí này là A, trục thẳng đứng OY. Rồi, thẳng đứng chúng ta đây. Thì chúng ta có khi mà vật chuyển động từ vị trí P1 đến biên A rồi quay về P1 thì admin, hoặc từ vị trí P2 đến biên trừ A rồi quay về P2 admin. Và P1 thì ứng với các điểm. Điểm thứ nhất là điểm M1', M1. P2 Thì ứng với các điểm M2 phẩy M2 ở trên đường tròn. Và chúng ta có các cái bán kính như thế này. Được chưa? Và chúng ta thấy là khi chất điểm từ P1 đến A quay về P1 thì trên đường tròn cái điểm M đã chuyển động từ M1' về M1. Và cái bán kính của chúng ta đã quét một cái góc. Đây chính là góc quét của bán kính. Thầy cũng đặt tên nó là delta phi. Và cái góc quét delta phi này thì bằng 2 lần cái góc này, đúng không? Góc này ta đặt tên nó là beta. Beta. Thì chúng ta có cái góc quét delta phi sẽ bằng 2 beta. Mà delta phi lại sẽ bằng omega nhân với delta t. Nên suy ra beta sẽ bằng 2 lần bằng omega delta t mà chia cho 2. Đúng chưa? Và ta thay vào omega là bằng 4pi. Delta t của chúng ta vẫn là 1/8 giây. Rồi chia cho 2. Vậy rút ra beta sẽ bằng bao nhiêu? Vẫn pi trên 4. Pi trên 4. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục quan sát vào hình. Ta thấy cos beta. Cos beta thì sẽ bằng cos thì bằng k là OP1 chia cho Huyền là OM1. OP1 đúng không? Chia cho OM1. Mà OP1 thì bằng OA trừ đi P1A. Mà OA chính là biên độ A, còn P1A lại là S min chia 2, cho nên nó chính là bằng A trừ 1/2 S min. Rồi chia cho OM1. OM1 chính là biên độ A. Từ đây chúng ta sẽ rút ra được S min sẽ bằng chúng ta nhân chéo lên, rút 2A ra ngoài thì còn 1 trừ cos beta. S min bằng 1 trừ cos beta. Và có S min bằng 2A nhân 1 trừ cos beta thì chúng ta suy ra, thay số vào. S min sẽ bằng 2 nhân 6 nhân 1 trừ cos của pi trên 4. Cos pi trên 4 là bằng căn 2 chia 2. Và chúng ta thay vào, chúng ta được giá trị của S min của chúng ta là sẽ bằng 3,51 cm. Đấy. Thì chúng ta đã sử dụng đường tròn lượng giác để tìm được quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất và đi được trong 1/8 giây. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất trong cái khoảng thời gian delta t bằng 13/12 giây. Thì đầu tiên chúng ta phải đi so sánh cái delta t bằng 13/12 giây xem nó lớn hơn hay nhỏ hơn t trên 2. Thì ta thấy rằng 13/12 giây lớn hơn t trên 2. Bởi vì t trên 2 của chúng ta chỉ bằng bao nhiêu thôi nhỉ? Bằng 0,25. Vậy thì chúng ta sẽ phân tích 13/12 sẽ bằng mấy lần t trên 2 nhỉ? Sẽ bằng 2 lần chu kỳ cộng với 1/12 hay là bằng 4 lần t trên 2 cộng 1/12 giây. Bằng 4 lần t trên 2 cộng 1/12 giây. Và chúng ta có 4 lần t trên 2 thì cái quãng đường S1 có 4 lần t trên 2 thì chúng ta biết rồi. Cứ 1t trên 2 quãng đường là 2A. Vậy 4t trên 2 quãng đường sẽ là 4 nhân với 2 nhân với A. A đây chúng ta có bằng 6. Đấy. Thì bằng 4 nhân 2 là 8. 8 nhân 6 bằng 48. Đúng không? cm. Thứ hai chúng ta sẽ đi tìm cái quãng đường delta t phẩy. Trong cái delta t phải bằng 1/12 giây, tức là S2. Thì chúng ta có cái delta t phải bằng 1/12 giây thì có S2 này sẽ mắc. Mắc khi nào? Mắc thì chúng ta cũng dựa vào cái cách tính của lúc này chúng ta ở cái ý A ứng với trường hợp delta t nhỏ hơn t trên 2. thì chúng ta cũng sẽ, đầu tiên chúng ta cũng đi tìm góc gì nhỉ? Góc alpha. Chúng ta đi tìm góc alpha này. Lúc này chúng ta có góc alpha của chúng ta sẽ bằng omega nhân với delta t phẩy chia cho 2. Ta thay vào omega ta bằng 4pi nhân delta t phẩy của chúng ta là 1/12 rồi chia cho 2. Kết quả góc alpha chúng ta tính được là chúng ta có alpha của chúng ta sẽ bằng là bao nhiêu nhỉ? Chúng ta có đây sẽ là pi trên 6, đúng không? Pi trên 6. Và có alpha bằng pi trên 6 rồi thì chúng ta sẽ thay vào công thức, đó là S max của chúng ta bằng 2 alpha nhân sin 2a nhân sin alpha. S max bằng 2a sin alpha thì chúng ta có S2 max sẽ bằng 2 lần a. A của chúng ta là bằng mấy? A của chúng ta là bằng 6 nhân với sin của pi trên 6. Sin pi trên 6 thì bằng 1/2. Cho nên chúng ta có S max 2 max ở đây là bằng 6 cm. Và có S2 max bằng 6 cm thì chúng ta thay vào, chúng ta suy ra tổng quãng đường trong cái khoảng thời gian delta t max sẽ bằng S1 cộng S2 max. Và nó sẽ bằng là 48 cộng 6 bằng 54 cm. 48 cộng 6 bằng 54 cm. Trường hợp thứ hai là chúng ta có S2 này sẽ min. S2 min thì chúng ta cũng phải đi tìm góc beta. Ta tìm góc beta. Thì góc beta của chúng ta cũng bằng, đó là omega delta t chia 2 và kết quả vẫn bằng pi trên 6. Góc beta pi trên 6. Và S2 min của chúng ta sẽ bằng, đó là 2a nhân với 1 trừ cos beta. Đúng không? Và chúng ta có này sẽ bằng 2 này nhân với này a là 6 này nhân 1 trừ cos của pi trên 6. Và S2 min của chúng ta sẽ bằng là, thay vào ta có bằng 1,6 cm. 1,6 cm. Và sau khi có S2 min rồi thì chúng ta suy ra tổng quãng đường S min bằng S1 cộng S2 min sẽ bằng, chúng ta có, đó là 48 cộng 1,6 và nó chính là bằng 49,6 cm. Đấy. Và trên đây là chúng ta đã đi sử dụng cái cách tìm quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất. Ta tính cái ví dụ. Còn bây giờ thì xin chào tất cả các em.